thì câu lạc bộ yêu chạy bộ Ninh Bình tổ chức với lại mục đích là đầu tiên là để gây dựng cái phong trào thể thao của tỉnh Ninh Bình đó. Thứ hai là cũng có mong muốn là đóng góp một phần quỹ ủng hộ nồi cháo thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Đây cũng là cái cộng đồng giao lưu của rất nhiều anh em của các tỉnh khác cũng về, là anh em muốn giao lưu kết nối học hỏi lẫn nhau. Xin chào tất cả mọi người, tôi là đại diện của Liva Sport. Rất là hân hạnh và vinh dự cho chúng tôi khi được đồng hành và tài trợ cùng chương trình dấu ấn di sản tại Tràng An Ninh Bình. Bản thân tôi cũng là một runner đã trải nghiệm cái cung đường tại Tràng An Ninh Bình này. Thấy rất là cung đường này rất là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là sẽ có nhiều cái giải chạy hơn nữa để chúng tôi có thể là đồng hành cùng các chương trình, cũng như là bản thân tôi có thể tham gia những chương trình giúp là đẩy mạnh cái phong trào thể dục thể thao hơn. Cảm ơn ạ.